Rồi, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ nói tới cái này. Rồi, hôm nay mình sẽ nói tới cái này. Đây là pick. Và là cái này dùng là phím gãy hay gì đó. Tại sao phải chọn pick tốt? Rồi, bắt đầu thôi. Rồi, ở đây mình có hai loại để cho các bạn phân biệt. Loại đầu tiên á, là mình có cái pick align hay list gì đó ha. Thì đây là cái pick này là pick Trung Quốc nha bạn. Nó có giá tầm vài ngàn thôi, vài ngàn, hai ba ngàn, ba bốn ngàn, bốn năm ngàn gì đó. Và một cái pick này gọi là pick đinh lớp. Pick này là pick của Mỹ. Ở đây mình có ba loại pick đinh lớp khác nhau. Đây, rồi đầu tiên mình nói về pick nó sẽ có nhiều độ dày khác nhau. Mỗi người khi các bạn bắt đầu chơi, các bạn sẽ làm quen với một cái loại pick và có một cái độ dày khác nhau. Với những người họ quen đánh mỏng thì đưa pick dày họ đánh không được, và ngược lại những người quen đánh pick dày thì họ đưa pick mỏng họ đánh không được. Rồi, thì pick chỉ là một miếng nhựa được làm theo cái hình giống tam giác thôi, có thể gọi đây là hình giọt nước. Thì tại sao phải chọn một cái pick gấp đôi, gấp ba lần giá tiền của một cái pick dởm? Thì tại sao người ta vẫn cố gắng chọn, cho dù cái pick là cái loại mà bạn mất nhiều nhất? Hồi đó giờ mình bán những cái vật gọi là accessory của guitar các bạn, thì cái pick là cái mà mấy bạn mua nhiều nhất, tại vì mấy bạn ngồi chơi hồi là có mất. Các bạn thường là để quên, rơi, hoặc là khi bỏ bóp mấy bạn thường cho mượn đồ, dễ mất lắm. Rồi, pick thì nó có nhiều độ dày khác nhau. Bạn nhớ đây mình có độ dày là 0.58, và một cái pick nữa độ dày là 0.73, một cái pick nữa có độ dày là 1.2 mm, và một cái pick nữa nó có độ dày là 2 mm. Đầu tiên về cảm giác cầm nắm thì cái pick dởm nó vẫn làm nhám các bạn, nhưng mà cái cảm giác khi mà cầm vào cái pick dởm á, nó không có bám tay. Mình không hiểu vì sao, có thể đây là công nghệ hoặc là cách làm gì của họ. Pick Trung Quốc nó vẫn nhám, nhưng cầm vào nó vẫn có cảm giác sao ta, ở trong phim kiếm hiệp kêu là người kiếm hợp nhất. Thì ở cái pick Trung Quốc này thì mình không có cảm giác là nó fit vừa cái tay mình. Nói vậy thì chơi dễ. Thứ hai nữa là cái sao tiếng. Ngày xưa thật ra chính bản thân mình cũng bị, có nghĩa là mình cứ quan niệm là thật ra là nó là miếng nhựa để đánh vào dây đàn, thì miếng nhựa tốt với miếng nhựa dởm nó có gì đâu khác nhau, tất cả đều là nhựa mà. Nhưng mà không có chuyện đó xảy ra. Cái miếng nhựa dởm á, nó cho ra cái tiếng khác, và cái miếng nhựa tốt nó cho ra cái tiếng khác. Đây mình sẽ thử cái pick 0.58 của Align. Tới cái pick 0.73 của pick xịn ha. Rồi, thử tính 1.2 mm của đinh lớp. Ở đinh lớp Zaba. Sẽ thử lại cái Align này ha bạn.
ra mình không biết là âm thanh lên mấy bạn nghe bằng những cái thiết bị như điện thoại đó bạn có cảm nhận được không, nhưng mà bản thân mình á thì ngồi để đánh á thì cái beat mà cái beat xịn đó bạn, cho dù nó có dày đi nữa nó không làm đục tiếng các bạn nha. Mình có thử đánh những cái phím live mà nó dày rồi cái tiếng nó bị đục đục nó rất là khó chịu, nhưng mà ở những cái phím xịn đó bạn hầu như cái tiếng nó không bị đục. Các bạn đánh cái phím dù dày tới cỡ nào đi nữa cái tiếng nó vẫn trong. Ví dụ như thằng này nó tầm 2 mm, 2 mm là dày lắm bạn. Thường đánh hùng ít ai đánh 2 mm, vẫn có người đánh, nhưng mà đánh hùng ít ai đánh 2 mm lắm. Thường á, những cái phím này á sẽ dùng cho những người chơi guitar điện, những cái phím nhỏ nhỏ thế này nè, họ sẽ dễ lấy được cái tiếng harmonic các bạn, gấp 3 giá tiền, nhưng mà thật sự nó đáng lắm bạn. Cái beat dởm nó chỉ vài ngàn và mấy ngày nó tầm khoảng 15 ngàn, nhưng mà mình khuyên các bạn nên xài beat xịn. Vì sao? Vì nào quý không nhìn thấy là nó đẹp hơn mẹ nó rồi, đúng không? Thẩm mỹ cực kỳ là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái cảm giác cầm nắm, cái touch của nó tốt hơn, cái cảm giác mà bạn chạm nó tốt hơn. Thứ ba nữa là cái sound tiếng của nó ra, tuy là beat dày nhưng nó không làm cho mình bị đục tiếng, nó không làm cho các bạn bị trơn trượt. Mình là Duy, đến từ Saga Acoustic. Mình làm những cái clip nhỏ nhỏ về những cái nó rất là bình thường mà hầu như ai cũng biết. Nhưng mà mình cũng mong là mình sẽ đem đến một cái nhìn nào đó, một cái nhìn vấn đề để cho các bạn dễ dàng trong cái việc lựa chọn những cái phụ kiện guitar của mình. Các bạn thích, các bạn like and subscribe kênh của mình nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Các bạn có thể đánh vào địa chỉ website của mình là guitarvinhlong.vn hoặc là sonkaacoustic.com để xem những sản phẩm của mình. Nhớ like và subscribe giúp mình.